Trong tuần qua, cuộc đọ sức giữa Trung Quốc và Đài Loan đã lại có thêm những tình tiết tăng đô đáng chú ý. Những màn hô phong hoán vũ của Trung Quốc trên vùng trời hòn đảo đã không còn dừng lại ở những trinh sát cơ, mà chỉ tập trung điều động các chiến đấu cơ hạng nặng. Sức ép của Bắc Kinh đã gia tăng đến mức buộc Đài Loan phải nâng cao cảnh giác. Thậm chí hòn đảo đã lần đầu tung sách trắng an ninh thống kê mọi hành vi của Trung Quốc. Từ đây, mọi chiêu bài do thám Đài Loan bằng các thế hệ khí tài hiện đại đã lộ diện. Không những vậy, một dự đoán đáng chú ý của chuyên gia còn cho thấy Trung Quốc có khả năng sẽ triển khai tấn công trực diện vào hai nơi để thâu tóm Đài Loan gián tiếp. Liệu đó là hai nơi nào? Trước cục diện quyết liệt mà Trung Quốc bày biện, Hoa Kỳ đã có động thái gì để ủng hộ hòn đảo? Có thông tin các nghị sĩ Mỹ đã đến thăm Đài Loan trực tiếp tuần qua, đã có những bàn luận nào được đề cập đến? Trong lúc đó, tình hình chiến sự biên giới Ấn Trung trong tuần qua liệu đã nguôi nhiệt? Tất cả sẽ được FBNC trả lời ngay sau đây. Thu Hiền xin kính chào quý vị, rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin Thế giới trong tuần phát sóng vào mỗi cuối tuần trên FBNC. Không để cho quý vị đợi lâu thì chúng ta hãy đến ngay với những tình tiết đáng chú ý trên chính trường thế giới trong tuần này ngay sau đây. Thực vị mức độ răn đe của Trung Quốc đối với Đài Loan đang ngày càng cứng rắn và quyết liệt hơn rất nhiều. Trong tuần qua, thì cơ quan phòng vệ Đài Loan đã công bố một báo cáo an ninh bằng cả tiếng Hoa và tiếng Anh, dành hẳn một phần để liệt kê chi tiết mối nguy từ Trung Quốc đối với Đài Loan về an ninh mạng và chiến tranh nhận thức. Trong đó thì đáng lưu tâm là tình tiết dự đoán quân giải phóng nhân dân Trung Quốc POA hiện có khả năng thực hiện phong tỏa cục bộ các bến cảng, sân bay và tuyến bay quan trọng ra bên ngoài của Đài Loan, gây tác động tới nguồn cung quân sự và hậu cần. Cụ thể, báo cáo được công bố vào ngày 9 tháng 11 bày tỏ lo ngại rằng quân giải phóng nhân dân Trung Quốc POA có khả năng thực hiện phong tỏa cục bộ các bến cảng, sân bay và tuyến bay quan trọng ra bên ngoài của Đài Loan. Báo cáo cũng bày tỏ lo ngại về chiến thuật vùng xám, âm mưu thâu tóm Đài Loan mà không cần phải giao tranh toàn diện mà Trung Quốc đang áp dụng với 554 đợt áp sát của máy bay quân sự POA vào vùng nhận dạng phòng không phía tây nam của hòn đảo từ giữa tháng 9 năm nay đến cuối tháng 8 năm nay. Song song đó là diễn tập quân sự rầm rộ gần quần đảo Đông Sa do Đài Bắc kiểm soát. MND cho rằng POA đặt mục tiêu hoàn thành quá trình hiện đại hóa lực lượng vào năm 2035 để chiếm ưu thế trong các chiến dịch có thể nhằm vào Đài Loan và tăng khả năng ngăn lực lượng nước ngoài chi viện cho hòn đảo, đặt ra thách thức nghiêm trọng về an ninh. Phía Trung Quốc còn tiếp cận phi quân sự bằng cách dùng xuồng cao tốc gây cản trở tàu tuần duyên Đài Loan và nạo vét cát trái phép xung quanh vùng nước mà Đài Bắc kiểm soát. Báo cáo an ninh của Đài Loan cho rằng chuỗi hành động của Trung Quốc khai thác tối đa vùng xám, đan xen giữa chiến tranh và hòa bình. Trung Quốc đang muốn tăng cường các mối đe dọa theo chiến thuật salami cắt lát. Chiến thuật salami cắt lát bao gồm thực hiện hàng loạt động thái khiêu khích đơn lẻ, không kích động giao tranh. Nhưng khi chúng kết hợp với nhau thì cũng giống như đĩa salami, sẽ tạo nên một tác phẩm hoàn chỉnh có sức ảnh hưởng to lớn. Những thủ thuật răn đe của Trung Quốc không chỉ ép buộc Đài Loan phải ra sức phòng thủ tối đa, mà còn phần nào làm lung lay niềm tin ý chí chiến đấu của binh sĩ. Trung Quốc còn nỗ lực thay đổi hoặc thách thức hiện trạng ở eo biển nhằm mục tiêu sáp nhập mà không cần chiến tranh, theo báo cáo của Cơ quan Phòng vệ Đài Loan đã viết. Báo cáo nói thêm rằng Trung Quốc không ngừng đổ thêm tiền vào quốc phòng, tăng thêm các nguồn lực để cải thiện khả năng chiến đấu của binh sĩ và hiện đại hóa quân đội. Cơ quan phòng vệ Đài Loan nhận định với nhiều chiến thuật đa dạng, Trung Quốc có thể tiến hành xâm nhập ở nhiều mặt trận khác nhau để kiểm tra khả năng cảnh báo sớm và hệ thống ứng phó của Đài Loan, cũng như gây áp lực tối đa cho chúng ta. Không cần phải đợi quá lâu mới có một ví dụ thực tiễn cho những màn thị uy thế lực răn đe đối phương của Trung Quốc. Chỉ trong vòng 24 giờ cuối tuần qua, thì cơ quan phòng vệ Đài Loan MND cho biết rằng Trung Quốc đã đưa 20 máy bay chiến đấu xâm nhập vào vùng nhận dạng phòng không ADIZ của hòn đảo. Đây là lần xâm nhập nhiều nhất trong hơn một tháng qua. Đáng nói màn xuất kích lần này còn có sự góp mặt của tận 14 máy bay chiến đấu hạng nặng J-16 và 6 tiêm kích đa nhiệm J-10 của Trung Quốc, thị uy sức mạnh theo hành trình áp sát vào góc Tây Nam của vùng trời Đài Loan. Có thể nói đội hình lần này được POA cử đi toàn là những chiến binh chủ lực của Trung Quốc, không chỉ đơn thuần là các trinh sát cơ thông thường. Đáp lại, Đài Loan phản ứng bằng cách cử lực lượng tuần tra trên không CAP, phát các cảnh báo vô tuyến và theo dõi bằng tên lửa phòng không trên đất liền. Đây là lần xâm nhập nhiều nhất kể từ những lần thống kê kỷ lục hồi đầu tháng 10. Như đã nói, thì Bắc Kinh xem đây là một chiến lược chủ lực còn có tên là chiến lược vùng xám. Ngoài ý nghĩa trên,
Những lần ghé thăm của chiến cơ Trung Quốc còn là để gửi kèm một thông điệp răn đe trước bất kỳ động thái nào mà Trung Quốc cho là đang trêu ngươi từ hòn đảo. Điển hình là phi vụ cuối tuần trước của POA diễn ra một ngày sau khi phái đoàn chính thức do Nghị viện châu Âu cử đi kết thúc chuyến công du đầu tiên đến Đài Bắc. Vào ngày 1 tháng 10, ngay ngày Quốc khánh Trung Quốc, thì Bắc Kinh đã điều kỷ lục 38 máy bay quân sự và ADIZ của Đài Loan. Hôm sau, con số này đã tăng lên thành 39. Sau đó, thì 16 máy bay nữa đã xuất hiện vào ngày 3 của tháng 10 và 56 máy bay khác đã xâm nhập vào khu vực vào ngày 4 tháng 10. Nâng tổng số máy bay chiến đấu mà Trung Quốc đưa vào ADIZ Đài Loan trong vòng 4 ngày ngắn ngủi lên tới con số kỷ lục là 149. Thậm chí hôm 11 tháng 11, khi lực lượng không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc POA tổ chức lễ kỷ niệm 72 năm thành lập, thì một phi công thậm chí đã nói rằng việc xuất kích trên vùng trời Đài Loan chẳng khác gì luyện tập trên sân nhà của mình. Cụ thể, trong buổi lễ, lực lượng không quân POA đã tổng kết những nhiệm vụ quan trọng mà quân đội đã đảm nhận, trong đó có nhắc đến việc điều động máy bay ném bom tuần tra quanh đảo Đài Loan và đánh chặn chiến đấu cơ của lực lượng nước ngoài ở biển Hoa Đông. Nói về những chuyến bay qua đảo Đài Loan, một phi công Trung Quốc chia sẻ, tôi cảm thấy rất phấn khích và cảm nhận nhiều điều mới mẻ khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra đầu tiên. Nhưng càng đi, tôi càng cảm giác đây chỉ là một cuộc dạo chơi bình thường trên sân nhà của mình, vì Đài Loan vốn là lãnh thổ của Trung Quốc và cuộc tuần tra quanh hòn đảo chính là lời khẳng định của đại lục. Thời gian qua, lực lượng không quân Trung Quốc đã thường xuyên tiến hành các cuộc huấn luyện và tuần tra xung quanh đảo Đài Loan. Theo POA, thì tuần tra ở biển Hoa Đông và biển Đông, Tây Thái Bình Dương và đảo Đài Loan là một số nhiệm vụ tiêu biểu nhất mà không quân đã thực hiện trong những năm gần đây, như một dấu hiệu cho thấy vai trò to lớn trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia của lực lượng này. Thời báo Hoàn Cầu cho biết, trong năm qua, thì quân đội Trung Quốc đã đạt được nhiều bước tiến quan trọng, bao gồm tung ra một số loại máy bay chiến đấu tiên tiến như J-16D, máy bay tầm cao WZ-7, máy bay trinh sát không người lái, máy bay chiến đấu tàng hình tiên tiến nhất J-20, máy bay cảnh báo sớm KJ-500, máy bay vận tải cỡ lớn Y-20. Theo thời báo Hoàn Cầu, thì Trung Quốc đang ra sức nâng cấp không quân thành lực lượng không quân chiến lược và dần hướng đến trở thành lực lượng không quân đẳng cấp thế giới. Với nhiều trang thiết bị tiên tiến hơn nữa sẽ ra mắt trong tương lai, như máy bay chở hàng Y-20 được trang bị động cơ của Trung Quốc, biến thể máy bay tiếp dầu Y-20 và biến thể hai chỗ ngồi của J-20. Cũng trong bản báo cáo phòng vệ của Đài Loan 2021, thì các hành động do thám bao gồm việc Trung Quốc sử dụng các tàu thu thập thông tin tình báo ở eo biển Đài Loan cũng đã được nhắc đến, đồng thời tiết lộ lực lượng hỗ trợ chiến lược của quân đội Trung Quốc có năng lực tác chiến rất đáng gờm, với nhiệm vụ chính là hỗ trợ các binh chủng khác thực hiện các cuộc tấn công xa bờ và các cuộc tấn công chính xác bằng tên lửa đạn đạo và phòng thủ vùng trời. Bên cạnh đó, thì báo cáo còn nhắc tới việc Bắc Kinh đang gấp rút hoàn thành việc triển khai hệ thống vệ tinh Bắc Đẩu 3, một đối thủ cho hệ thống GPS của Mỹ. Tài liệu này cũng đề cập đến việc Trung Quốc đang đẩy nhanh triển khai các vệ tinh liên lạc và trinh sát dòng JB và Tiantong có khả năng cung cấp hình ảnh độ phân giải cao và sẽ củng cố vị thế tối cao của nước này trong lĩnh vực không gian và điện tử. Điều này cũng trùng khớp với nội dung trong báo cáo sức mạnh quân sự Trung Quốc gần đây của Lầu Năm Góc, trong đó cho biết đội vệ tinh do thám và viễn thám của Bắc Kinh ước tính lên tới khoảng 200 chiếc, tăng từ hơn 80 trong báo cáo năm ngoái. Các vệ tinh này là một phần của một loạt các biện pháp mà Trung Quốc đang thực hiện để tăng cường khả năng thu thập thông tin tình báo của họ trong nhiều lĩnh vực mà Đài Loan là mục tiêu chính. Các biện pháp khác bao gồm các cuộc tấn công mạng nhằm đánh cắp dữ liệu cũng như các cuộc tuần tra bất thường của máy bay trinh sát cũng như UAV. Theo cơ quan phòng vệ Đài Loan, thì bản chất giám sát của các chuyến bay này bao gồm cảnh báo sớm trên không, tác chiến điện tử, tuần tra hàng hải và máy bay tình báo tín hiệu. Ở diễn biến khác, trong cuộc chiến Đài Trung, Hội đồng An ninh Đài Loan NSB vào hôm 8 tháng 11 đã xác nhận thông tin chính phủ Trung Quốc thành lập văn phòng tại Đại học Thanh Hoa ở Tân Trúc, Đài Loan, một trong những trường đại học hàng đầu của hòn đảo, để săn lùng nhân tài trong lĩnh vực sản xuất vi mạch một cách trái phép. Được biết, văn phòng này được điều hành bởi Viện Nghiên cứu Thanh Hoa, CSTRI. Học viện được thành lập tại Hạ Môn vào năm 2015 bởi Hiệp hội cựu sinh viên của Đại học Thanh Hoa tại trụ sở Đài Loan và Bắc Kinh. Vào ngày 28 tháng 4 năm 2016, học viện đã mở chi nhánh tại NTSU, có trụ sở tại Tân Trúc, chịu trách nhiệm tuyển dụng nhân tài vi mạch từ Đài Loan đến làm việc tại Trung Quốc. Theo quan chức Đài Bắc, các hoạt động tuyển dụng đã được tiến hành mà không có sự cho phép của chính quyền hòn đảo. Điều này vi phạm đạo luật quản lý quan hệ giữa người dân Đài Loan và Trung Quốc, cũng như
như vi phạm luật về trao đổi xuyên ao biển. Phó lãnh đạo Hội đồng An ninh Đài Loan Chen Ching-kwang cho biết, cơ quan này hoàn toàn nắm rõ diễn biến vụ việc và khẳng định việc thành lập văn phòng đã không tuân theo quy định. Khi được yêu cầu bình luận về việc văn phòng tại Đại học Thanh Hoa là cơ sở tư nhân hay hoạt động theo chỉ thị của chính phủ Trung Quốc, ông Chen cho biết không có tổ chức tư nhân nào ở Trung Quốc vì tất cả tổ chức công hay tư đều nằm dưới sự quản lý của chính phủ nước này. Ông tiết lộ chính phủ Trung Quốc đã tích cực tìm cách chiêu mộ nhân tài công nghệ cao, đặc biệt là trong lĩnh vực chất bán dẫn từ Đài Loan, vì nước này đang thiếu nhân lực trầm trọng. Ước tính Bắc Kinh đang thiếu khoảng 600.000 chuyên gia trong lĩnh vực này. Trong khi đó, cơ quan giáo dục Đài Loan MOE cho biết họ đã nhận được thông báo từ Hội đồng các vấn đề đại lục MAC vào tháng trước rằng việc thành lập văn phòng này đã vi phạm Điều 402 của Đạo luật điều chỉnh quan hệ giữa người dân Đài Loan và Trung Quốc đại lục. Thông cáo báo chí của MOE nêu rõ, không tổ chức phi lợi nhuận nào từ Trung Quốc có thể thành lập chi nhánh tại Đài Loan để tham gia vào các hoạt động kinh doanh trừ khi được cho phép trước. Đáng nói là Đại học Thanh Hoa cho biết đơn vị không liên quan gì đến văn phòng tân trúc của Viện Nghiên cứu Thanh Hoa xuyên eo biển và cho rằng viện được thành lập bởi một số cựu sinh viên Đại học Thanh Hoa nhưng không có quan hệ trực tiếp với trường này. Sau khi nhận được chỉ thị từ MOE, Đại học Thanh Hoa đã yêu cầu viện đóng cửa văn phòng tại tân trúc ngay lập tức. Người đứng đầu Hội đồng các vấn đề đại lục Chiêu Tài Sang nói rằng sự việc ở Đại học Thanh Hoa là bài học lớn cho thấy Đài Loan cần kiểm tra kỹ lưỡng tất cả học viện giáo dục đại học để đảm bảo rằng chúng không trở thành kẽ hở cho hành vi vi phạm pháp luật. Trước những nỗi lo mà phía Đài Loan nêu ra về áp lực quân sự mà hòn đảo phải đối mặt từ người hàng xóm phía bên kia eo biển, bà Chu Phượng Liên, người phát ngôn của Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Quốc vụ viện Trung Quốc mới đây cho biết, Đảng Dân Chủ Tiến Bộ Đài Loan DPP và những người ly khai mới là những người phải chịu trách nhiệm về tình hình căng thẳng trên khắp eo biển. Trong một cuộc họp báo thường kỳ, thì bà Chu cho biết Trung Quốc sẽ nỗ lực cho sự thống nhất hòa bình, nhưng không chắc rằng sẽ để yên cho các hoạt động ly khai nhằm tìm kiếm Đài Loan độc lập dưới bất kỳ hình thức nào. Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc POA đang thực hiện các cuộc tập trận nhằm mục đích bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhà nước, cũng như để nhắm vào các hoạt động ly khai do lực lượng Đài Loan độc lập thực hiện và can thiệp của các lực lượng bên ngoài. Về cơ bản, đó là cuộc tập trận vì mục đích bảo vệ lợi ích của Trung Quốc và lợi ích trước mắt của đồng bào hai bên eo biển Đài Loan. Căng thẳng ở eo biển Đài Loan khó có thể xoa dịu nếu lực lượng Đài Loan độc lập cứ tiếp tục khiêu khích như thế này. Bà nhấn mạnh trong thời gian qua, Mỹ đã có những động thái tiêu cực đối với mối quan hệ của Trung Quốc, trong đó có việc bán vũ khí và tăng cường các quan hệ quân sự với Đài Loan. Điều này đã gây căng thẳng cho hai bờ eo biển. Qua đó, bà Chu kêu gọi Mỹ tôn trọng các cam kết trước đây liên quan đến Đài Loan. Bà nói, nỗ lực giành độc lập của DPP với sự giúp đỡ của Mỹ chắc chắn sẽ thất bại. Không ai nên đánh giá thấp quyết tâm, ý chí và khả năng của người Trung Quốc trong việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Dự báo chỉ trích qua lại giữa Trung Quốc và Đài Loan về nguồn cơn gây ra xung đột ở khu vực eo biển có thêm một tình tiết có thể khiến Bắc Kinh nóng mặt. Theo báo cáo an ninh năm 2021 của Cơ quan Phòng vệ Đài Loan, đó là chi tiết chính thức xác nhận hàng trăm lính Mỹ đã đến Đài Loan trong vòng 2 năm qua, tiến hành hơn 100 chương trình diễn tập khác nhau. Ngược lại, cũng có hàng trăm binh sĩ từ hòn đảo tự trị đến Mỹ trong cùng giai đoạn. Cụ thể, bản báo cáo 2 năm một lần của Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cho biết có gần 2.800 binh sĩ của Mỹ Đài đã tham gia 384 chương trình trao đổi từ tháng 9 2019 đến tháng 8 năm 2021. Trong đó bao gồm 542 binh sĩ Đài Loan đến Mỹ và 618 quân nhân Mỹ tham gia vào các chương trình diễn tập ở hòn đảo tự trị. Báo cáo mới đây đã khiến dư luận quốc tế kinh ngạc. Trước đó, nguồn tin rò rỉ với Wall Street Journal rằng lực lượng đặc nhiệm và thủy quân lục chiến Mỹ đã có mặt ở Đài Loan suốt nhiều năm, nhưng số lượng chỉ vài chục người. Điều bất ngờ là lãnh đạo Thái Anh Văn cũng xác nhận thông tin này trên đài CNN, khiến Bắc Kinh nổi cơn thịnh nộ. Ngoài ra, theo một thông tin khác hé lộ vào đầu tuần trước, tạp chí Foreign Policy đã xem được hồ sơ nhân sự của Lầu Năm Góc, trong đó viết rằng binh sĩ Mỹ đã đồn trú ở Đài Loan có thể sớm nhất vào năm 2018. Tuy nhiên con số khá nhỏ, chỉ khoảng 7-30 người, nhằm tránh gây kích động ở khu vực eo biển sục sôi. Những màn chen chân đổ thêm dầu vào lửa của Hoa Kỳ không chỉ dừng lại ở những tình tiết quá khứ được báo cáo lại, mà ngay trong tuần qua, cụ thể là vào thứ Ba ngày 9 tháng 11, thì một nhóm dân biểu Mỹ, bao gồm có 4 thượng nghị sĩ và 2 thành viên Hạ viện, đã có chuyến thăm không báo trước tới Đài Loan bằng máy bay quân sự. Lập tức người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ông Đàm Khắc Phi, đã tuyên bố Trung Quốc kiên quyết phản đối và lên án mạnh mẽ về chuyến thăm này.
Trong nhóm nhà lập pháp Mỹ bao gồm có Thượng nghị sĩ John Cornyn, bang Texas và Thượng nghị sĩ Tommy Tuberville, bang Alabama. Họ cùng đồng nghiệp đến thăm không kèn không trống trên máy bay C-40A của Hải quân Mỹ. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ông Đàm Khắc Phi, lại một lần nữa khẳng định Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể xâm phạm của Trung Quốc, đồng thời cho biết thêm rằng hành động của Mỹ can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Trung Quốc, phá hoại nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Bắc Kinh và đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan. Ông Đàm cũng kêu gọi Mỹ dừng ngay các động thái khiêu khích và mọi hành động phá hoại làm leo thang căng thẳng trên eo biển Đài Loan, cũng như ngừng gửi tín hiệu sai cho lực lượng đòi Đài Loan độc lập. Người phát ngôn này cũng cảnh báo các nhà chức trách của Đảng Tiến bộ Dân chủ DPP không được đánh giá sai tình hình hoặc hành động một cách tuyệt vọng, nếu không họ sẽ khiến Đài Loan rơi vào thảm họa nghiêm trọng. Nói về chuyến thăm đột xuất, ông Tô Trinh Sương, lãnh đạo Hành pháp viện Đài Loan vào hôm thứ Tư ngày 10 tháng 11 cho biết mối quan hệ Mỹ-Đài vô cùng quan trọng. Ông bày tỏ tôn trọng những chuyến thăm của bạn bè. Chính quyền ở Đài Bắc sẽ đón tiếp và thảo luận phù hợp dựa trên nhu cầu đôi bên, theo ông Tô nói khái quát. Viện Mỹ ở Đài Loan trên thực tế có vai trò như đại sứ quán, chưa bình luận về chuyến thăm. Còn ở Washington thì Lầu Năm Góc cho biết việc phái đoàn Mỹ được chở bằng máy bay quân sự cũng không phải là chuyện bất thường. Phát ngôn viên John Kirby nói thêm đây là chuyến thăm thứ hai của các nghị sĩ Mỹ tới Đài Loan trong năm nay. Những lời răn đe của người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc không hề là lời nói suông khi ngay trong cùng ngày thứ ba thì quân đội Trung Quốc đã tiến hành tuần tra và tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu nhắm thẳng hướng eo biển Đài Loan. Trong thông cáo, thì phát ngôn viên quân đội của Trung Quốc cho rằng chuyến tuần tra mới đây là nhằm răn đe những thông điệp cực kỳ sai lầm, những hành động sai lệch của các nước liên quan trong vấn đề Đài Loan. Một nội dung trong hoạt động tuần tra của Trung Quốc bao gồm tiếp tục gửi máy bay uy hiếp Đài Loan vào ngày thứ Ba ngày 9 tháng 11. Đợt xâm phạm này bao gồm 6 máy bay thuộc hai đơn vị khác nhau xông thẳng vào góc Tây Nam, vùng nhận dạng phòng không ADIZ của Đài Loan. Phi đội này bao gồm 4 tiêm kích J-16 và 2 máy bay trinh sát. Nhà bình luận quân sự Hồng Kông Tống Trung Bình cho rằng đợt tuần tra kết hợp nhiều đơn vị quân đội cho thấy Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông của Trung Quốc đã luôn sẵn sàng phản ứng nhanh chóng một khi quân đội nước ngoài can thiệp vào cuộc xung đột ở eo biển. Câu hỏi đặt ra sau đó là nhóm nghị sĩ Mỹ bất ngờ đến thăm Đài Loan để thảo luận về vấn đề gì? Theo truyền thông địa phương hòn đảo, thì lãnh đạo phòng vệ Đài Loan Khâu Quốc Chính đã tiếp đón phái đoàn Mỹ đến thăm cơ quan này và các bên đã thảo luận về mối đe dọa quân sự ngày càng nguy hiểm từ Bắc Kinh. Trước đó, Trung tướng Yang Ching-si là sếp tình báo Đài Loan đã trao đổi thông tin ngắn gọn với phía Mỹ về hành động gây áp lực tăng cường của quân đội Trung Quốc đối với hòn đảo. Nói về phái đoàn Mỹ sang thăm Đài Loan, hai thượng nghị sĩ John Cornyn bang Texas và Mike Crapo bang Idaho đều là những quan chức đã từ lâu ủng hộ mạnh mẽ Đài Loan. Họ đứng sau đề xuất về đạo luật răn đe của Đài Loan công bố vào ngày 4 tháng 11, kêu gọi phân bổ 2 tỷ đô la Mỹ mỗi năm cho Đài Loan từ năm 2023 đến năm 2032. Khoản tiền này giúp hòn đảo đào tạo binh sĩ và trang bị khí tài hiện đại, bao gồm vũ khí siêu thanh. Thượng nghị sĩ Crapo cho rằng Bắc Kinh đang gia tăng sức mạnh quân sự để thu phục Đài Loan và điều đó gây hiểm họa đối với an ninh khu vực và nền ngoại giao quốc tế. Ông nói Đài Loan phải cải thiện năng lực chiến tranh phi đối xứng để bảo vệ chính mình khỏi tham vọng bá quyền của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trước đó, Đài Loan từng tuyên bố muốn trở thành pháo đài biển để ngăn cản Bắc Kinh thôn tính khắp vùng biển rộng lớn và có ý nghĩa chiến lược quan trọng hàng đầu thế giới. Liên quan đến vấn đề Đài Loan, thì Tổng thống Joe Biden đã nhiều lần nói rằng ông sẽ gấp rút viện trợ cho Đài Loan nếu như Trung Quốc tấn công hòn đảo này. Nhưng các quan chức Mỹ khác đã đính chính rằng quan điểm mơ hồ chiến lược của Washington đối với Đài Bắc vẫn không thay đổi. Trước sự không nhất quán trong nội bộ Mỹ về vấn đề này, thì ông Ted Gallen Carpenter là nhà nghiên cứu an ninh cấp cao tại Viện Cater và biên tập viên của tạp chí National Interest đã đưa ra quan điểm cho rằng Bắc Kinh có một số cách tiềm năng để kiểm tra cam kết của Mỹ đối với Đài Loan mà không phải chịu nguy cơ xảy ra chiến tranh toàn diện giữa các siêu cường kinh tế. Trong một đoạn trên National Interest, ông Carpenter đã gợi ý rằng thay vì đe dọa một cuộc xâm lược toàn diện khoa trương vào hòn đảo, Trung Quốc có thể thực hiện một hành động hạn chế hơn bằng cách chiếm Kinmen và Matsu, hai nhóm đảo nhỏ do Đài Bắc quản lý, hoặc những hòn đảo khác xa hơn mà Đài Bắc tuyên bố chủ quyền. Nước cờ táo bạo nhưng có phần từ tốn này của Trung Quốc được cho là có thể kiểm tra mức độ và độ tin cậy
về quyết tâm bảo vệ Đài Loan của Hoa Kỳ. Nhìn vào những tín hiệu khi tỏ khi mờ từ phía Washington, ông Carpenter tin rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các quan chức Trung Quốc khác có lý do chính đáng để nghi ngờ liệu Hoa Kỳ có sẵn sàng mạo hiểm dấn thân vào một cuộc chiến tranh hủy diệt khủng khiếp với Trung Quốc chỉ vì các đảo nhỏ mà Đài Bắc chỉ tuyên bố chủ quyền hay không. Căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh liên tục leo thang trong thời gian gần đây sau khi lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn vào tháng trước đã thừa nhận sự hiện diện của một số lượng nhỏ lính Mỹ trên hòn đảo Đài Loan, trong bối cảnh truyền thông cũng loan tin lực lượng Mỹ đã tham gia huấn luyện cho các binh sĩ Đài Loan hơn một năm qua. Những đòn phản ứng đáp lễ của Trung Quốc không chỉ dừng lại ở những chuyến bay răn đe vùng trời Đài Loan. Theo hãng thông tấn AP, thì ngay khi một phái đoàn Quốc hội Hoa Kỳ tới thăm Đài Loan, quân đội Trung Quốc đã lập tức khơi nòng súng, tổ chức các cuộc tập trận ở eo biển Đài Loan để thể hiện thái độ. Trong tuyên bố vào hôm 9 tháng 11, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết đây là biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền quốc gia, nhưng không đưa ra chi tiết về thời gian, thành phần tham gia và địa điểm của các cuộc tập trận. Như FBC đã đưa tin, thì phía Bắc Kinh cũng nhấn mạnh Bộ Tư lệnh Quân khu phía Đông của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã tiến hành cuộc tuần tra chung để chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến do những lời nói và hành động không chính xác của các bên ủng hộ Đài Loan độc lập. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết Bắc Kinh coi chuyến thăm của phái đoàn Mỹ là vi phạm nghiêm trọng các cam kết không có quan hệ chính thức với Đài Loan, nơi mà Trung Quốc tuyên bố là lãnh thổ của mình. Tất cả hành động mạo hiểm và khiêu khích chống lại sự thống nhất của Trung Quốc giống như một con kiến đang cố gắng lật đổ một cái cây khổng lồ và chắc chắn sẽ thất bại, ông nói. Hiện Washington gắn kết nhưng không chính thức với Đài Bắc. Đây là yếu tố thổi bùng căng thẳng giữa hai cường quốc bên cạnh một số vấn đề như Hồng Kông, Biển Đông, đại dịch COVID-19 và cuộc chiến thương mại. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby cho biết các chuyến thăm của giới chức Mỹ tới Đài Loan tương đối phổ biến và phù hợp với các nghĩa vụ của Hoa Kỳ theo đạo luật quan hệ Đài Loan. Chính phủ Mỹ phải đảm bảo hòn đảo có khả năng tự vệ cao và xem các mối đe dọa với Đài Loan là vấn đề nghiêm trọng. Người phát ngôn cơ quan ngoại giao Đài Loan Âu Giang An cho biết đơn vị này đã làm việc với Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan để chuẩn bị cho chuyến thăm nhưng không đưa ra chi tiết. Bà cho biết thông tin thêm sẽ được công bố vào thời điểm thích hợp. Mặc dù Mỹ đã chuyển quan hệ ngoại giao từ Đài Bắc sang Bắc Kinh vào năm 1979, nhưng nước này vẫn giữ quan hệ chính trị và quân sự không chính thức mạnh mẽ với Đài Loan. Được đánh giá là nền dân chủ sôi động, Đài Loan nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của lưỡng đảng trong Quốc hội Mỹ. Washington đang thúc đẩy quan hệ với Đài Bắc thông qua các chuyến thăm cấp cao và hoạt động mua bán quân sự. Một tình tiết căng thẳng khác giữa Mỹ và Trung Quốc liên quan đến Đài Loan trong tuần qua còn phải kể đến, đó là màn rượt đuổi không tưởng của chiến cơ hai nước trong vùng nhận dạng phòng không ADIZ của Đài Loan. Cụ thể thì theo Taiwan News, vào sáng ngày thứ Hai ngày 8 tháng 11, một máy bay quân sự Trung Quốc đã được cử đến để đánh chặn một máy bay do thám của Mỹ được cho là xâm phạm vùng ADIZ của hòn đảo. Theo trang Facebook, vùng trời Tây Nam của Trung ương của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLAAF có nêu rõ, đây là lực lượng không quân Trung Quốc, các bạn đang tiếp cận không phận của tôi và ảnh hưởng đến an toàn bay, hãy rời đi ngay lập tức nếu không sẽ bị đánh chặn. Chỉ 8 phút sau thì máy bay quân sự của PLAAF đã cố gắng đánh đuổi chiếc máy bay do thám của Mỹ được cho là đã tiến vào ADIZ của Đài Loan. Không quân Đài Loan đã phản ứng bằng cách phát một cảnh báo vô tuyến về phía máy bay Trung Quốc khi nó bị phát hiện ở độ cao 8.500m. Không chỉ tung những đòn đáp trả công khai quyết liệt với Mỹ mà Trung Quốc còn đang âm thầm mài giũa các tân binh khí tài với mục tiêu nhắm thẳng đến không đâu khác, chính là quân đội nước Cờ Hòa. Theo các bức ảnh do công ty hình ảnh vệ tinh Maxa cung cấp cho trang tin của Viện Hải quân Mỹ USNI, thì quân đội Trung Quốc đã xây dựng các mục tiêu có hình dạng giống như tàu sân bay Mỹ và các tàu chiến khác của Mỹ ở sa mạc Taklamakan và có khả năng làm bãi thử cho những màn khai hỏa của tên lửa đạn đạo diệt hạm của Trung Quốc. Thông tin chi tiết từ hình ảnh vệ tinh được hãng Maxa chụp vào ngày 1 tháng 11 và ngày 20 tháng 10 cho thấy quân đội Trung Quốc đã dựng mô phỏng tàu sân bay Mỹ và hai tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Alebuk ở sa mạc Taklamakan tại huyện Nhược Khương, khu tự trị Tân Cường. Cả hai loại tàu này đều được triển khai bởi hạm đội 7 của Mỹ có nhiệm vụ tuần tra Tây Thái Bình Dương, bao gồm cả vùng biển xung quanh Đài Loan. Đáng nói, địa điểm mà Trung Quốc dựng mô hình nằm gần nơi Trung Quốc từng thử nghiệm phiên bản đầu tiên của tên lửa đạn đạo diệt hạm DF-21D, được mệnh danh là sát thủ tàu sân bay vào năm 2013.
một dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh đang cố gắng cảnh báo cho Washington về lực lượng tên lửa của họ có thể làm gì. Vào tháng 8 năm ngoái, quân đội Trung Quốc đã thực hiện một vụ phóng tên lửa DF-21D vào Biển Đông, một hành động mà cựu lãnh đạo Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, Đô đốc Phil Davidson, sau đó đã phải lên tiếng nhắc nhở trước Thượng viện rằng đây là một tín hiệu răn đe đầy quyết đoán, không thể nhầm lẫn của Trung Quốc. Hai chuyên gia quân sự công bố hình ảnh vệ tinh trên USNI là S.I. Sutton và Sam Lagon đã nhận định rằng thao trường mới này của Trung Quốc cho thấy sự tập trung vào khả năng chống tàu sân bay, trong đó chú trọng đến các tàu chiến của Hải quân Mỹ. Phân tích hình ảnh vệ tinh có thể thấy mục tiêu mô phỏng tàu sân bay dường như là một cấu trúc phẳng, không có tháp chỉ huy, thang nâng máy bay, các loại vũ khí hoặc chi tiết khác. Hình ảnh radar do Capella Space cung cấp cho USNI cũng cho thấy mục tiêu nổi bật trên nền sa mạc xung quanh càng thể hiện rõ vai trò là một mục tiêu trong hệ thống ngầm bắn. Ngoài ra, hai khu vực mục tiêu còn lại được cho là mô phỏng tàu khu trục lớp Alebuck của Mỹ, có thiết kế phức tạp hơn với rất nhiều cọc thẳng đứng, có thể là nơi lắp thiết bị đo đạc hoặc bộ phản xạ radar mô phỏng cấu trúc thượng tầng của tàu chiến. Thao trường còn có một đường ray rộng 6m cùng một mục tiêu di động dài khoảng 75m được cho là để phục vụ hoạt động tìm kiếm, xác định chiến hạm di chuyển trên biển. Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc cho xây dựng một thao trường quy mô và có mục tiêu rõ ràng như vậy tại sa mạc. Kể từ năm 2003, Trung Quốc đã cho xây dựng mục tiêu bằng một khối bê tông lớn có kích thước gần bằng một tàu sân bay. Trong khi những câu hỏi vẫn còn đó về mức độ vũ khí sẽ được Trung Quốc thử nghiệm tại cơ sở mới, mức độ tinh vi qua năm tháng trong việc mô phỏng mục tiêu, xây dựng thao trường đã đủ để thể hiện quân đội nước này đang tiếp tục đầu tư vào chiến lược răn đe cứng rắn để đánh bật lực lượng hải quân Mỹ đang kiểm tỏa Trung Quốc trên mặt trận biển. Nói về tiềm lực đáng chú ý của chương trình tên lửa Trung Quốc, theo South China Morning Post, loại tên lửa sát thủ tàu sân bay DF-21D là nước cờ trung tâm của chiến lược răn đe hành động quân sự của Trung Quốc với mục tiêu nhắm vào hạm đội tàu sân bay Hoa Kỳ. Vào tháng 1 năm 2011, người đứng đầu Cục Tình báo Hải quân Jack Dorsett đã phải thừa nhận với các phóng viên rằng Lầu Năm Góc đã đánh giá thấp tốc độ mà Trung Quốc phát triển và trang bị cho DF-21D. Lầu Năm Góc cũng đã lên tiếng bày tỏ lo ngại rằng Trung Quốc đang mở rộng khả năng vũ khí hạt nhân của mình nhanh chóng hơn những gì được tính toán trước đây. Nhiều quan chức trong quân đội Mỹ cũng thể hiện rất lo ngại về các khoản đầu tư của Trung Quốc vào công nghệ tên lửa tiên tiến. Hiện tại, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về những hình ảnh vệ tinh mới nhất này. Không chỉ giả lập mục tiêu chiến hạm Mỹ để nâng cao khả năng tấn công trên biển mà trong sách lược tác chiến trên không, Trung Quốc cũng đã thiết lập các mục tiêu mô phỏng tiêm kích tấn công F-35 của Mỹ để diễn tập bắn hạ từ xa. Điều này cho thấy Bắc Kinh đang nỗ lực răn đe sẽ dùng tên lửa tiêu diệt tiêm kích Mỹ nếu Washington và các đồng minh như Tokyo nhất quyết can thiệp vào vấn đề eo biển Đài Loan. Các hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy ít nhất 4 bản mô phỏng tiêm kích F-35 đã được dựng ở trường bắn Kola của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA thuộc khu tự trị Tân Cương. Andre Chang là tổng biên tập tạp chí quân sự Kanwa cho biết 4 phiên bản mô phỏng máy bay chiến đấu Mỹ có thể là những mục tiêu tấn công của tên lửa đạn đạo tầm trung DF-16 và DF-21C của Trung Quốc. Và đây là một lời nhắn gửi đanh thép từ Bắc Kinh đối với lực lượng không quân Mỹ đồn trú ở Nhật Bản. Ông Chang cho biết thêm trường bắn Kola đã được mở rộng suốt 2 năm qua và các lực lượng tên lửa đã tăng cường tập luyện nhắm thẳng vào Nhật Bản. Việc triển khai tên lửa DF-21C cùng với mẫu mô phỏng tiêm kích Mỹ có thể xem như hành động đáp trả của VOA khi thủy quân lục chiến Hoa Kỳ triển khai thêm nhiều F-35B đến căn cứ ở Iwakuni. Còn lực lượng phòng không Nhật Bản cũng cử thêm tiêm kích F-35A đến căn cứ Misawa. Ông Ben Ho, chuyên gia nghiên cứu quân sự tại trường Raja Ratnam của Singapore cho biết các mô phỏng tàu chiến là tín hiệu cho thấy Bắc Kinh sẵn sàng thách thức vị thế siêu cường đại dương của Mỹ, trong khi các mô phỏng F-35 thể hiện rằng tên lửa tầm xa của PLA có thể bắn hạ các căn cứ không quân của Mỹ. Rõ ràng thông điệp chung của Trung Quốc là răn đe Mỹ và Nhật Bản can thiệp vào bất kỳ xung đột nào ở khu vực, bao gồm ở eo biển Đài Loan, trích lời ông Ben. Ông nói thêm tân thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida vốn có đường lối đối ngoại ôn hòa nhưng đang tỏ thái độ cứng rắn hơn với Trung Quốc trong hơn 5 tuần cầm quyền. Việc Tokyo can thiệp và giao tranh ở eo biển Đài Loan vẫn là điều chưa chắc chắn. Thế nhưng việc triển khai thêm tiêm kích F-35 của Nhật Bản cho thấy bàn cờ địa chính trị khu vực ngày càng phức tạp. Không thể phủ nhận thời gian qua thì quân sự Trung Quốc đã phát triển không ngừng như diều gặp gió. Hôm 11 tháng 11 trong cuộc hội đàm với chuẩn đô đốc John Aquilio, tư lệnh mới của Bộ Chỉ huy tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi đã bày tỏ nỗi lo ngại trước những nỗ lực đơn phương của Trung Quốc nhằm thay đổi hiện trạng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, cũng như việc Triều Tiên bắn thử tên lửa.
Môi trường an ninh xung quanh Nhật Bản ngày càng trở nên nghiêm trọng. Ông nói và khẳng định sẽ ra sức xây dựng liên minh Nhật Bản-Hoa Kỳ mạnh mẽ hơn nữa để duy trì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Theo chính phủ Nhật Bản, thì hồi tháng 6, ông Kishi và ông Aquilino cũng đã hội đàm và nhất trí về tầm quan trọng của hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan. Trong đó, vị tư lệnh Mỹ đã cảnh báo rằng mối đe dọa từ sự xâm lược của Trung Quốc đối với Đài Loan có thể xảy ra sớm hơn dự kiến và nhấn mạnh tầm quan trọng của liên minh Mỹ-Nhật trong việc duy trì an ninh khu vực. Sau khi hội đàm với ông Kishi, thì ông Aquilino cũng đã có cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Fumio Kishida và Ngoại trưởng Yoshimasa Hayashi. Trước sức ép từ Trung Quốc, thì thời báo Okinawa đưa tin vào hôm thứ Hai ngày 8 tháng 11 rằng Bộ Quốc phòng Nhật Bản MOD có kế hoạch triển khai thêm một đơn vị tác chiến điện tử trên đảo Yonaguni thuộc tỉnh Okinawa vào cuối năm 2023. Động thái này nhằm tăng cường khả năng thu thập thông tin tình báo ở eo biển Đài Loan và quần đảo Diaoyutai, nơi căng thẳng đang ngày càng gia tăng. Theo thời báo Okinawa, Bộ Quốc phòng Nhật Bản MOD đã dành 3,1 tỷ yên trong ngân sách năm 2022 cho các văn phòng và cơ sở đồn trú mới trên đảo Yonaguni, sau quyết định triển khai đơn vị bao gồm 50 đến 60 quân, 10 nhân viên từ lực lượng phòng vệ mặt đất cũng sẽ đóng quân trên đảo. Động thái này nhằm tăng cường khả năng thu thập thông tin tình báo ở eo biển Đài Loan và quần đảo Diaoyutai, nơi căng thẳng đang ngày một gia tăng. Ngoài ra, lực lượng phòng vệ trên không cũng có kế hoạch triển khai một đội an ninh cơ động gồm 20 người đến đảo Yonaguni vào năm 2022. Số lượng nhân viên phòng không và mặt đất thường trú trên đảo sẽ tăng từ 160 lên 250 người. Tác chiến điện tử chủ yếu sử dụng sóng vô tuyến và sóng điện từ để gây nhiễu các thiết bị liên lạc và radar của đối phương, cũng như ngăn chặn các hành động quấy rối và phá hoại bằng điện tử. Thời báo Okinawa chỉ ra rằng đơn vị tác chiến điện tử mới sẽ được trang bị hệ thống tác chiến điện tử mạng gắn trên xe, có thể thực hiện các chức năng như nhận và phân tích sóng điện tử, cũng như gây nhiễu liên lạc của đối phương. Để đáp trả lại Trung Quốc, thì Hoa Kỳ không chỉ dừng lại ở những màn thị huy vũ lực, sức mạnh quân sự, mà trên những đấu trường khác, Washington cũng không hề nhẹ tay với đối thủ của mình. Trong tuần qua, thì một phái đoàn Mỹ do ông Dalip Singh, là phó cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Joe Biden dẫn đầu, đã xác định Washington có kế hoạch đầu tư vào 5-10 dự án cơ sở hạ tầng lớn vào tháng 1 năm sau. Đây là một phần trong nỗ lực của G7 nhằm đối trọng với sáng kiến vành đai con đường BRI của Trung Quốc. Sáng kiến này có tên gọi là xây dựng lại thế giới tốt đẹp hơn B3W đã từng được G7 phát động vào tháng 6. Khi được hỏi về dự án này trong cuộc họp báo thường kỳ vào hôm thứ Ba, thì người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đã bình thản. Trung Quốc có không gian rộng lớn cho hợp tác cơ sở hạ tầng. Ông cho rằng các sáng kiến khác nhau không phải sinh ra để bù đắp hay thay thế cho nhau. Điều mà thế giới cần là xây cầu thay vì tháo dỡ cầu để kết nối với nhau, chứ không phải tách rời nhau để đạt được lợi ích chung và đôi bên cùng có lợi thay vì độc quyền và khép kín. Ông nhấn mạnh Trung Quốc hy vọng rằng Mỹ sẽ có những hành động cụ thể để thúc đẩy sự phát triển chung và trẻ hóa tất cả các quốc gia trên thế giới. Những màn động thủ của Mỹ còn tiếp diễn bằng nhiều hình thức khác quyết liệt hơn khi cuối tuần qua thì một bồi thẩm đoàn ở Mỹ đã kết tội một quan chức an ninh quốc gia Trung Quốc vì ăn cắp bí mật thương mại từ các công ty hàng không vũ trụ và có thể phán quyết mức án phạt 60 năm tù và 5 triệu đô la Mỹ. Vào ngày 8 tháng 11 vừa qua, thì Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích việc kết tội này và cho rằng cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại là một sự bịa đặt trắng trợn. Vào ngày 5 tháng 11 vừa qua, một bồi thẩm đoàn ở Mỹ đã kết tội một quan chức an ninh quốc gia Trung Quốc vì ăn cắp bí mật thương mại từ các công ty hàng không vũ trụ và có thể phán quyết mức án phạt 60 năm tù và 5 triệu đô la. Trong một cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói với các phóng viên. Các cáo buộc của Mỹ là hoàn toàn bịa đặt. Chúng tôi yêu cầu Mỹ xử lý vụ việc theo pháp luật một cách công bằng để đảm bảo quyền lợi và lợi ích của công dân Trung Quốc. Công dân Trung Quốc phải đối mặt với mức án tối đa 60 năm tù giam và khoản tiền phạt tổng cộng hơn 5 triệu đô la, theo một thông cáo báo chí, và người này sẽ bị kết án bởi một thẩm phán tòa án quận Liên bang Mỹ. Tiếp nối chuỗi động thái của Mỹ, thì Tổng thống Joe Biden cho biết hôm 9 tháng 11 rằng Mỹ sẽ tiếp tục duy trì lệnh cấm từ thời cựu Tổng thống Donald Trump đối với các công ty có liên quan đến quân đội Trung Quốc. Nguyên nhân được cho là do Trung Quốc khai thác nguồn vốn của Mỹ để cung cấp nguồn lực và cho phép phát triển hiện đại hóa bộ máy quân sự, tình báo và các bộ máy an ninh khác. Điều này đe dọa trực tiếp đến Mỹ và các lực lượng Mỹ ở nước ngoài.
Theo Tổng thống Joe Biden, thì tổ hợp công nghiệp quân sự của Trung Quốc được hỗ trợ bởi tình báo và an ninh đã gây ra mối đe dọa bất thường đối với Mỹ. Do đó, Mỹ sẽ tiếp tục duy trì lệnh cấm từ thời cựu Tổng thống Donald Trump đối với các công ty có liên quan đến quân đội Trung Quốc. Lệnh cấm này được ông Trump đưa ra hồi tháng 11 năm 2020, trong đó cấm các công ty đầu tư của Mỹ, quỹ hưu trí và các cá nhân khác mua cổ phần của các công ty Trung Quốc, được Bộ Quốc phòng Mỹ xác định là có sự hậu thuẫn của quân đội Trung Quốc. Tháng 6 năm 2021, Tổng thống Joe Biden đã giao cho Bộ Tài chính thực thi và cập nhật danh sách mới gồm 59 công ty Trung Quốc có dính đến quân đội, thay thế danh sách trước đó từ Lầu Năm Góc. Danh sách trừng phạt mới của chính quyền ông Biden bổ sung khoảng 10 công ty niêm yết công khai trên sàn chứng khoán Mỹ. Hồi tháng 6, Bộ Thương mại Mỹ cũng thông báo đã đưa Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc CNOOC vào danh sách đen kinh tế với cáo buộc tập đoàn này đã hỗ trợ Bắc Kinh dọa nạt các nước láng giềng. Thưa quý vị, mặc dù cứ mỗi lúc hòn đảo lâm nguy dưới những màn răn đe đầy sát khí của Trung Quốc thì người bạn lớn Hoa Kỳ lại xuất hiện. Nhưng hòn đảo vẫn luôn nêu cao tinh thần tự chiến đấu bằng tiềm lực nội tại. Theo Taiwan News, thì mới đây Đài Loan đã cho các máy bay chiến đấu F-16V do Mỹ chế tạo diễn tập gần căn cứ không quân Gia Nghĩa một tuần trước khi được đưa vào hoạt động chính thức vào ngày 18 tháng 11. Nhà lãnh đạo Thái Anh Văn sẽ tham gia vào sự kiện này. Thông tin này được đưa ra sau khi người dân phát hiện ra 4 trong số các máy bay F-16V cất cánh ở Gia Nghĩa cùng một lúc. Một người ở lại lâu hơn để theo dõi các hoạt động diễn tập các thao tác đặc biệt, đó là bay lộn ngược, leo dốc khẩn cấp và hạ xuống ở các góc dốc. Vòng diễn tập tiếp theo đã diễn ra trong ngày 12 tháng 11. Tướng Tư lệnh Lực lượng Không quân Seong Hu-chi sẽ chủ trì những công tác chuẩn bị cuối cùng vào ngày 16 tháng 11. Người ta thường nói biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, đặc biệt là đối với một cuộc chiến bất đối xứng giữa Trung Quốc và Đài Loan, thì việc nghiên cứu sách lược của đối thủ là một điều mà Đài Loan cần chú trọng. Do đó, một động thái được cho là bước đi quyết liệt của Đài Loan trong tuần qua, đó là công bố những thống kê về giám sát đối thủ của mình trong báo cáo an ninh 2021, hay còn được gọi là sách trắng phòng vệ của hòn đảo mà chúng ta cũng đã nhắc đến ở phần đầu bản tin. Như đã nói, báo cáo phòng vệ năm 2021 của Đài Loan chú trọng đề cập đến kế sách đạt được các mục tiêu chiến lược mà không châm ngòi cho cuộc xung đột thực sự của Trung Quốc. Tài liệu này viện dẫn việc ông lớn châu Á cố gắng tận dụng sức mạnh quốc gia của mình để mở rộng ảnh hưởng địa chính trị và đơn phương thay đổi trật tự quốc tế tự do và cởi mở thông qua việc thao túng các khu vực bởi các hoạt động vùng xám. Sách trắng của Đài Loan cũng chỉ ra rằng lực lượng không quân của Trung Quốc hiện có khả năng giành được ưu thế trên không đối với chuỗi đảo thứ nhất và tấn công vào mục tiêu có giá trị cao ở chuỗi đảo thứ hai. Chuỗi đảo thứ nhất là một tuyến phòng thủ chiến lược được hình thành bởi người Aleutian, quần đảo Kurile, quần đảo Nhật Bản, quần đảo Ryukyu, Đài Loan, Philippines và Borneo. Chuỗi đảo thứ hai đề cập đến một dòng các đảo ở phía đông, bao gồm có quần đảo Ogasawara của Nhật Bản, quần đảo Mariana, Guam và Palau. Trong một động thái hiếm hoi có phần nhẹ giọng từ phía Đài Bắc dành cho người hàng xóm bên kia eo biển, đó là vào cuộc họp hôm 9 tháng 11, thưa ông Chiu Tai-san, lãnh đạo Hội đồng các vấn đề đại lục của Đài Loan, MAC, đã gợi ý Bắc Kinh nên phối hợp với Đài Bắc để giải quyết tình trạng nạo vét cát trái phép của tàu Trung Quốc. Vị lãnh đạo cho biết thời gian gần đây thì các tàu Trung Quốc liên tục đi vào vùng biển Đài Loan, nạo vét cát trái phép gây tổn hại đến môi trường và làm cạn kiệt nguồn tài nguyên của ngành đánh bắt. Các hoạt động phi pháp này diễn ra thường xuyên nhất ở khu vực gần các đảo Kim Môn và Mã Tổ, ngoài khơi của tỉnh Phúc Kiến ở Trung Quốc, cũng như gần quần đảo Bành Hồ ở giữa eo biển Đài Loan. Cho rằng những hành vi này đi ngược lại với các thỏa thuận xuyên eo biển trước đây, ông Chiu đã yêu cầu các nhà chức trách Đài Bắc tích cực liên hệ với phía Bắc Kinh, yêu cầu người hàng xóm phương Bắc tôn trọng luật pháp, dừng lại mọi hoạt động nạo vét trái phép. Tại cuộc họp của MAC vừa qua, thì giới chức Đài Loan cũng thảo luận về luật hàng hải mở rộng của Trung Quốc mà họ cho là mối đe dọa tự do hàng hải ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nỗi quan ngại càng tăng lên khi Bắc Kinh cũng đang xây dựng lực lượng bảo vệ bờ biển thành lực lượng hải quân thứ hai vô cùng tinh nhuệ. Hồi tháng 3, thì Đài Loan đã ký một biên bản ghi nhớ với Hoa Kỳ nhằm tăng cường sự hợp tác giữa lực lượng bảo vệ bờ biển đôi bên. Tạm khép lại những màn hô phong hoán vũ của Trung Quốc, trong tuần qua ở vùng eo biển Đài Loan, cũng những màn trả đũa ngược từ Mỹ Đài, vùng chiến sự biên giới Ấn Trung trong tuần qua đã tiếp tục có tình tiết leo thang căng thẳng khi cả hai quốc gia tiếp tục tranh đua dương nòng pháo đầy sát khí về phía đối thủ.
Đơn cử như Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc POA vừa cho biết, lực lượng này đã tiến hành nhiều cuộc tập trận ở cao nguyên phía Tây sau khi quân đội Ấn Độ phát động cuộc tập trận lớn dọc biên giới với Trung Quốc hồi đầu tháng. Theo CCTV, thì một trung đoàn pháo binh trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự Tân Cương của POA gần đây đã tiến hành một cuộc tập trận toàn diện xuyên ngày đêm ở khu vực núi cao. Các nội dung tập trận bao gồm bắn đạn thật pháo tự hành PCL-181, 155mm và pháo phòng không đa năng PHL-11, 122mm. Lực lượng không quân Bộ Tư lệnh Quân khu phía Tây của POA cũng đã điều động dần tiêm kích ném bom JH-7 tham gia tập trận, huấn luyện tác chiến trên không, tác chiến điện tử và phòng không trên bộ. Được biết, các cuộc diễn tập để cho thấy sự hiệp đồng tác chiến nhuần nhuyễn giữa lục quân và không quân Trung Quốc cùng với màn trình diễn mãn nhãn của các loại khí tài hiện đại. Được biết, trước đó thì Bộ Chỉ huy Quân sự Tân Cương của POA còn tổ chức tập trận sâu trong khu vực cao nguyên ở độ cao 5.100m. Trong đó, thì các binh sĩ đã tiến hành tác chiến bằng hỏa lực với nhiều bệ phóng tên lửa PHL-03 300mm, cũng như thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào kẻ thù bằng các tên lửa 370mm kết hợp với máy bay không người lái trinh sát và radar pháo binh. CCTV đưa tin một lữ đoàn vũ trang liên hợp trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự khu vực Tây Tạng của POA gần đây cũng đã tiến hành một cuộc huấn luyện tấn công ở các khu vực miền núi. Các thiết bị chiến đấu chủ lực tiên tiến của POA bao gồm xe tăng hạng nhẹ kiểu 15, xe chiến đấu bộ binh, pháo tự hành và các phương tiện phụ trợ đã tham gia cuộc diễn tập nhằm kiểm tra thể lực, kỹ năng và khả năng tác chiến toàn diện của quân đội ở những địa hình phức tạp và trong môi trường thiếu oxy, lạnh giá. Các báo cáo về cuộc diễn tập của POA được đưa ra sau khi lục quân và không quân Ấn Độ vào ngày 1 tháng 11 đã tiến hành cuộc tập trận lớn kéo dài 3 ngày. Tờ Times of India đã đưa tin vào ngày 2 tháng 11, quân đội Ấn Độ tập trung vào khoa mục phòng thủ và tấn công trên không dọc theo khu vực biên giới phía Tây với Trung Quốc nhằm truyền tải một thông điệp rõ ràng với Bắc Kinh. Trung Quốc và Ấn Độ đã không đạt được thỏa thuận trong vòng đàm phán cấp tư lệnh quân đoàn mới nhất về vấn đề biên giới Trung Ấn ở khu vực phía Tây vào hồi đầu tháng 10. Chuyên gia quân sự Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh luôn đặt mục tiêu quản lý và kiểm soát các vấn đề biên giới Trung Ấn thông qua các cuộc đàm phán để hai bên có thể giải quyết bất đồng và tránh xung đột. Mặt khác, thì POA vẫn tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu nếu Ấn Độ liên tục thực hiện các hành động khiêu khích dọc biên giới. Ông lưu ý rằng Trung Quốc cần đưa ra các biện pháp quân sự phù hợp khi cần thiết để bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia. Trong khi Trung Quốc cố gắng củng cố sự hiện diện ở khu vực biên giới, thì quân đội Ấn Độ cũng tuyên bố ăn miếng trả miếng, không khoan nhượng với nước láng giềng hùng hằng. Tướng Mano Mukul Naravane thuộc tư lệnh lục quân Ấn Độ đã tuyên bố sẽ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng không thua kém Trung Quốc. Bên cạnh lực lượng hùng hậu đã được triển khai, thì quân đội Ấn Độ đang tiếp tục lên kế hoạch điều động dàn máy bay không người lái UAV tác chiến theo kiểu bầy đàn để bù đắp cho những hạn chế trong hoạt động giám sát trên mặt đất ở độ cao hơn 4.500m so với mực nước biển. Được biết, dàn UAV này sẽ tăng lên cấp số nhân. Hiện UAV tấn công bầy đàn được xem là một trong những chiến thuật tác chiến mới. Khí tài này đôi khi chỉ sở hữu kích thước nhỏ, nhưng được trang bị nhiều thiết bị vô cùng hiện đại như hệ thống trinh sát, tác chiến điện tử, thậm chí là thuốc nổ. Theo quân đội Ấn Độ, thì máy bay không người lái tác chiến bầy đàn có thể phát huy hiệu quả năng lực phát hiện các hoạt động trên bộ của binh lính, phương tiện, bộ phận chỉ huy và kiểm soát từ phía đối phương ở khoảng cách xa tới 50 km. Đồng thời, lực lượng UAV cũng có khả năng cơ động trên không trong các nhiệm vụ tấn công và phòng thủ. Đặc biệt, những chiếc máy bay không người lái này có thể hoạt động không dưới 2 giờ trong điều kiện nhiệt độ dưới không của dãy Himalaya. Quân đội Ấn Độ đã và đang triển khai nhiều hệ thống phòng không mới để chống lại các mối đe dọa từ trên không, bao gồm cả máy bay không người lái xuất phát từ Trung Quốc qua đường thực tế kiểm soát LAC. Kể từ tháng 12 năm 2020, sau khi các phương tiện truyền thông đưa tin rằng một số máy bay không người lái đã được sử dụng tại căn cứ không quân Malan ở khu vực Tân Cương của Trung Quốc, các lực lượng vũ trang của Ấn Độ đã lập tức bổ sung công nghệ máy bay không người lái tác chiến bầy đàn để nâng cao năng lực chiến đấu của mình. Cuộc tranh chấp biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc đã kéo dài hàng thập kỷ và leo thang thành cuộc đụng độ đẫm máu vào tháng 6 năm ngoái. Trong đó, 20 binh sĩ Ấn Độ và 4 binh sĩ Trung Quốc đã thiệt mạng ở khu vực phía Tây của LAC. Quân đội đôi bên đã triển khai thêm 500.000 binh sĩ, vũ khí tinh vi và tên lửa đến khu vực Ladakh khi các cuộc đàm phán ở cấp chỉ huy quân sự cho đến nay đã kết thúc mà không có kết quả.
Không những vậy, một quan chức cấp cao của quân đội Ấn Độ còn tiết lộ, chúng tôi đang chuẩn bị triển khai quân đội, vũ khí và nguồn tràng thiết bị lớn đến khu vực đường kiểm soát thực tế LAC ở phía đông của Ladakh trong mùa đông này để duy trì lực lượng chống lại sự hiện diện của quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Quân đội Ấn Độ sẽ được bố trí suốt chiều dài LAC và sẽ được hỗ trợ thật tốt về mọi mặt, mặc dù chi phí rất lớn. New Delhi cũng dự kiến sẽ chi khoảng 15.000 đô la Mỹ cho mỗi binh sĩ từ tháng 10 đến tháng 3 của năm sau. Theo Defense News, thì khí hậu cực kỳ lạnh giá ở vùng núi cao đang là điều khiến giới chức quân đội lo ngại nhất. Cựu Thiếu tướng Amrit Pal Singh, chuyên gia hậu cần quân sự, cho biết quân đội đang chuẩn bị những vật phẩm cần thiết cho mùa đông, bao gồm khẩu phần ăn, chăm sóc y tế, quần áo và các vật dụng khác giúp chống lại thời tiết khắc nghiệt. Bên cạnh đó là các nguồn bổ sung vũ khí, đạn dược, thiết bị bảo dưỡng khí tài. Ông Singh lưu ý rằng cần có một kho dự trữ gồm khoảng 80 vật phẩm cho mỗi binh sĩ, bao gồm một lượng lớn dầu hỏa, dầu diesel và xăng, những thứ cung cấp nhiệt sưởi ấm cho quân đội và nhiên liệu cho xe cộ. Lực lượng biên giới cần được cung cấp khoảng nửa triệu tấn tiếp tế để trải qua mùa đông sắp tới. Các quan chức Ấn Độ cho biết Bộ Quốc phòng đã chi khoảng 100 triệu đô la để thành lập vài trăm trang trại với đầy đủ điện nước, hệ thống sưởi và các trang thiết bị khác. Một số trại trong đó đặt gần biên giới phía đông của vùng Ladakh. Tuy nhiên, thì các quan chức thừa nhận rằng họ phải làm nhiều hơn nữa để tăng cường cơ sở hạ tầng bằng cách xây dựng thêm các túp lều, bunker và các cơ sở lưu trữ đạn dược, vũ khí và phương tiện. Một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết hơn 60 con đường biên giới chiến lược gần với Trung Quốc đã được lên kế hoạch xây dựng cách đây 7 năm. Hiện có 35 trong số đó đã được đưa vào khai thác. Bên cạnh đó, Ấn Độ cũng đang tăng cường năng lực tình báo, giám sát và trinh sát bằng máy bay không người lái, trinh sát tầm xa, radar giám sát chiến trường, vệ tinh quân sự mới và vệ tinh quan sát trái đất nhằm theo dõi Trung Quốc. Ấn Độ sẽ chi khoảng 500 triệu đô la trong 1 đến 2 năm tới để tăng cường những khả năng này, các quan chức New Delhi đã nhấn mạnh. Trước những vùng chiến sự đỏ lửa mà Trung Quốc đang mắc kẹt với Đài Loan hay Ấn Độ, thì báo cáo thường niên của Lầu Năm Góc trước Quốc hội Hoa Kỳ đã đề cập sâu rộng đến cuộc chiến tranh hai chiều của Trung Quốc. Và từ đây thì gióng lên hồi chuông cảnh báo về khả năng Trung Quốc mở rộng biên giới ở nhiều khu vực khác. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng lưu ý khả năng Bắc Kinh tăng cường các hoạt động phi quân sự như đả kích các nước trên lĩnh vực ngoại giao kinh tế. Những động thái khiến cho các quốc gia như Úc và Singapore phải giải trừng. Về mặt quân sự thì kể từ năm 2012, Trung Quốc đã nâng ngân sách quốc phòng lên con số khổng lồ 205 tỷ đô la Mỹ. Nằm trong mục tiêu giết hai con chim nhạn, Trung Quốc đang đổ tiền ở khu vực biên giới tranh chấp với Ấn Độ như xây dựng một ngôi làng dân sự lớn gồm 100 ngôi nhà, phát triển hàng loạt cơ sở hạ tầng khác. Bên cạnh đó, theo India Today thì Trung Quốc đã cố gắng đổ lỗi cho Ấn Độ khơi mào căng thẳng. Bắc Kinh quyết không rút bất kỳ lực lượng nào cho đến khi lực lượng của New Delhi rút lui và ngừng cải thiện cơ sở hạ tầng trong khu vực. Còn với Đài Loan thì Lầu Năm Góc đưa ra một loạt kịch bản mà Trung Quốc sẽ tiến hành để thôn tính hòn đảo, trong đó khả năng cao là Bắc Kinh sẽ phong tỏa hàng không và hàng hải, khóa chặt các cảng chính của hòn đảo, hướng đến một cuộc đổ bộ quy mô lớn. Trung Quốc cũng có thể tấn công bằng tên lửa để chiếm đóng một số hoặc toàn bộ Đài Loan hoặc các hòn đảo ngoài khơi của Đài Bắc. Mặt khác thì Bắc Kinh có thể tiến hành một chiến dịch toàn diện hơn nhằm buộc Đài Loan đầu hàng hoặc ép lãnh đạo hòn đảo đàm phán theo các điều khoản của Trung Quốc. Ngoài ra, một số biện pháp mà ông lớn châu Á đã và có thể sẽ duy trì vào thời gian tới là cắt giảm các mặt hàng nhập khẩu quan trọng của Đài Loan, tấn công mạng và hoạt động thông tin IO để gieo rắc sự sợ hãi, chia rẽ chính quyền và người dân hòn đảo. Ngoài ra, các lực lượng hoạt động đặc biệt của POA, SOF có thể xâm nhập vào Đài Loan và tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng hoặc các đường lối lãnh đạo. Chuyên gia quân sự phía Bắc Kinh thì tin rằng sự bất đồng ngày càng tăng giữa Ấn Độ và Hoa Kỳ có thể tạo ra các vấn đề mâu thuẫn dọc theo biên giới trong tương lai, với tình hình có thể diễn biến tương tự như ở eo biển Đài Loan. Mặc dù rằng trên cả hai chiến tuyến thì Trung Quốc không ngừng thị uy quyết liệt khả năng quân sự của mình, tuy nhiên theo India Today, Trung Quốc không có khả năng tiến hành một cuộc chiến tranh hai mũi nhọn với Đài Loan hay Ấn Độ. Thế nhưng Trung Quốc chắc chắn sẽ còn tiếp diễn những sách lược răn đe đủ để các nước và khu vực phải giải trừng. Bức tranh thế giới trong tuần tiếp theo sẽ có những tình tiết đáng chú ý như thế nào? Mời quý vị hãy đồng hành cùng FBNC để theo dõi. Rất cảm ơn quý vị đã giữ tín hiệu đến cuối chương trình cùng chúng tôi. Thu Hiền xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.